Thôi, chào anh. Chào anh. Sao anh về khỏe không? À, về khỏe lắm nha. Anh nhớ em à, chắc anh nhớ đâu mẹ, vì về đây mấy chục năm vậy, về chẳng nhớ ai ai hết. Em Vĩnh. À, ai kìa? Em Vĩnh. Em Vĩnh. Em là Vĩnh. À, Vĩnh... À, ông Nhã. Ông Nhã, Nhã ở Giúp Mơ hả? Ồ, vậy á. Mình đi chơi nha. Dạ. Vĩnh à. Ủa sao mà đi Mỹ rồi? Vậy à, đây là Vĩnh, con của ông bà Nhã Giấc Mơ đây. Nhã. Dạ, Nhã thì biết mà có ai ai đi Mỹ mà. Con Thắng nó đi mà chết. À, ủa chết à? Bị sao vậy? Nó bị tiểu đường. Ồ. Vậy. Anh đi Bắc à? À. Mà thế. Cảnh hả? Cảnh đang bên Mỹ. Ông Đình này cũng đi vòng trong nước Mỹ thôi, đi ngồi lâu khó. Dạ. À. Đi đâu về đây đi chơi. Dạ, đi chơi nhưng mà chẳng biết chỗ này kia. Rồi đây anh Vĩnh về ở đâu? Em giờ đang ở Giấc Mơ này. Giấc Mơ có nhà cũ hả? Không, cái nhà cũ thì nhà nội, còn bây giờ em ở riêng thì em ở chỗ đám đường Cái Gáo. À, mãi mà rồi mãi đó. À. À, để mình quay xin một chút xíu. Cái này có đi giống này không? Không đi hả? Có nhà. À, vậy. Còn em nhà có như vậy. Nhiều việc. Dạ. Thì mình tính mình quay cái này mình thảy lên cho bà con coi chút. Đây Vĩnh đi được mấy cháu. Cảm ơn anh, thì em được 4 cháu. Bốn cháu. Xong hết rồi. Dạ. Anh được mấy cháu? Được 4, một trai 3 gái. Mà tôi nó còn nhỏ. Dạ, còn nhỏ thôi. Em lo xong hết. Dạ, khỏe vì là khỏe ha. Em người lo cho mỗi cháu nhà. Nó ở xa nhất là nó ở Bảo Lộc. Được, có ai đi Mỹ gì không? À không, đi là đi. Hồi đó đi ra vô đám cưới của Vĩnh á, thì có gì nó ở miền Bắc á. À, sau thôi, cái đó thôi. Thôi à? Thôi. À, sau cái mình sang bên trại có thấy người đó. À, hello anh. Dạ khỏe chứ? Dạ. Anh dạ. Nhớ em không? À không nhớ đâu. À bây giờ hả? Dạ. À dạ. Hồi đám cưới có mình có vợ có tham dự đó. Dạ. 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 Thì anh đang làm gì bên đấy anh? À, thất nghiệp. Vậy cho nên về giờ mới đi thăm đồng hương. Dạ, thì bắt đầu có thời gian rảnh rỗi đi chơi chỗ này kia. Dạ, có chị về không? À, về được 2 tháng rưỡi. Bà bái mới về đây để thăm bà ngoại, nó bà ngoại yếu á. À. Bà ngoại yếu thành ra. Rồi bây giờ anh về đây có mình hay là cả chị nữa? Thì vì mình về đầu tiên. À. Rồi sau cái mãi thấy bà ngoại yếu quá mãi về. Về chăm sóc rồi bữa nay chị có đi cùng anh không? Không. Mình đi mình theo nhiều bãi nhiệm vụ về chăm sóc bà ngoại coi. Dạ. Rồi mai kia nó bắt đầu trở lại. Dạ, vâng. Úc. Dạ. Về thăm quê hương. Dạ. Em nghe nói là ra đây cũng vui lắm. Dạ. Dạ anh ở Thái Bắc. Anh vẫn ở bên Úc thì chưa nhiều. Cả bên Mỹ. À. Thì đây đó, mình đi theo nhóm này đi đâu mình rủi ra mình đi. Chứ biết đây biết đó. Văn lý anh ạ, à, với cái. Dạ. Đi được biết. Dạ, chỗ nào cũng được hết, miễn là lấy là có đi được rồi. Dạ. Miễn là có người quen. Dạ. Nói chung là đi với cái anh. Dạ. Chị trưởng đoàn này ấy đó. Dạ. Chu đáo lắm. Thì cái xe dừng nằm ở khu thì cũng đi ra miền Trung thì cũng biết được, nhưng mà họ bảo trên này có nhà vệ sinh này kia nó khỏe cho mấy. Vâng, trên xe có anh ạ. Bây giờ thì nói chung là nó. Dạ. Tiến hơn ngày trước rồi. Dạ đỡ. Ủa rồi thắm sang bên Mỹ xong bỏ lại anh em qua. Anh ơi mất rồi. Dạ. Thắm nhẹ không mất khả năng rồi. Sao kỳ vậy? Công an đâu, Việt Nam cũng có anh ạ. À sao nó không có việc làm thì bảo. Dạ. Lãnh có. Đâu, nhưng mà không có tịch Mỹ là bảo lãnh được. Bảo lãnh được nhưng mà cái anh ấy cô mới sang được ít thời gian là cô đã mất. À, vậy. Bị bệnh tới mười mấy năm. Vậy. Cô sang cái là cô bệnh luôn với. Dạ. Cái là được có bao nhiêu năm đấy rồi cô mất rồi. À. Là hiêu xong rồi đưa cho Phúc về đây anh ạ. À, vậy. Dạ. Rồi còn có chú thì bây giờ chú với hai đứa con thì hai đứa con giờ đi đâu bố cũng chẳng biết. Vậy nha. Rồi bố thì cũng buồn rồi cũng đi bà này bà kia anh ạ. À, nói thực tế này như vậy. Vâng. Dạ. Tại vì bọn anh
đúng rồi, tài tài khoản với lại anh em ruột thì dễ dàng. Dạ. Còn anh em mà coi như rể rồi dâu rể thì nó thế, như anh rể thì bảo lãnh được còn cũng hết nhiều rồi. Đâu có, mình bảo lãnh được, mình Úc nó không được. À vậy à, rồi. Úc khó lắm. Anh em tưởng là như chị Mỹ thì được, Mỹ thì được. Như là chị gì rồi? Chị Thuấn này, dạ. Các anh các chị. Đấy, đứa con bảo lãnh. À vậy à, rồi. Bên Mỹ. À. Bên Mỹ đứa con bảo lãnh. Thế bên Mỹ nó đã lắm, bây giờ ai nó cũng cho hết. Anh em, cha, mẹ thì dòng được kéo hết người này tới người khác. Nhưng mà em nghe thì nói là cũng khó. Dạ. Có bản hóa. Dạ. Mới mất cái đề của anh. À, bà đoán rồi, cả Cali. Anh có nghe không? Bữa anh có nghe không? À, không. Dạ. Tại biết là Cali, bữa đi bây giờ già mất hay sao? Bệnh chị cũng hiểu mình. Còn em có ông anh trai mới ở bên Mỹ, dạ. mất xong mới đưa xác về cách đây khoảng chừng 2 tuần anh ạ. Rồi, có bảo lãnh được ai đi được đi không? Ồ, đau không? Ông cũng xăm đấy, ông này dạ. Một thời gian cái là ông cũng bị bệnh anh ạ. Dạ. Dạ. Rồi hôm nay đi đây có anh chị đi thôi. Có mình em đi. Dạ vâng, có em đi thôi, còn thì em thì nhà ai cũng hết. Rồi cái ông gì hồi